chơi đếm tôm đó. Đây là trò chơi đếm tôm nha mọi người ơi. Má ba ơi, anh ai có chỉ không lấy. Chỉ á. Chúng đâu. Giờ tự chúng à. Có ai chúng. Nhỏ đi cơ tới giờ. Gì vậy? Cái này cũng làm YouTube nữa hả? Đó. Trò chơi đếm tôm, trò chơi đếm tôm. Đây là thử thách trò chơi đếm tôm. Trò chơi đếm tôm mà hôm qua nó cũng ra lên Facebook mà. Này là luộc chừa luôn. Nhậu tới bến luôn ha, cái này là nướng xài không nướng không luộc à luộc à. Bên này vậy? Ba triệu mỗi ngày mua. 3 triệu ký hả? 3 triệu ký ok. 1 ký 3 triệu đây nè. 1 ký này là 3 triệu. Một ký làm mười mấy món được mà. Mình chế biến mười mấy món mà cái này dạ. Chế 50 con. Cái cỡ đó 50 con. Đúng của nó là có 48 à. 84 con. Làm lại cái là hạn chế này đang.